Ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Chí Linh tổ chức ra mắt Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho gần 200 đại biểu là thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cán bộ các ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên 3 cấp học, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn phường. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường đã thông qua quyết định về thành lập 7 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư gồm Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu dân cư Mật Sơn, Thanh Trung, Nẻo, Nhân Hưng, Đồi Thông, Chùa Vần và Văn Giai trên địa bàn phường, nâng tổng số 8/8 khu dân cư trên địa bàn đều được thành lập Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Tiếp đó, các đại biểu và các hộ dân được cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố và cán bộ kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phòng cháy Cường Thành cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cấp chính quyền địa phương, các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các yếu tố phát sinh, hình thành đám cháy, cách thức bảo quản, sử dụng các loại phương tiện dụng cụ bình chữa cháy như bình bọt chữa cháy, thang dây, mặt nạ chống độc và thiết bị báo hiệu, một số kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, một số kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu người bị nạn trong điều kiện cháy. Đồng thời, tổ chức thực hành cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy trong khay xăng, cách xử lý đám cháy ngay từ ban đầu, cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ. Qua hội nghị ra mắt, các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư và tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các thành viên trong tổ liên gia, cán bộ các cơ sở trên địa bàn, nhằm giúp cho cán bộ nhân dân và thành viên các tổ liên gia có kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, khu dân cư, cũng như tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả, an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.